Thời gian qua, báo Tầm Nhìn nhận được đơn thư của người dân thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tố cáo Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thi công 7 tuyến đường nông thôn năm 2014. Theo phản ánh, năm 2014, nhân dân thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu để xây dựng đường làng ngõ xóm, theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, theo quyết định 16 năm 2012, quy đề của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, nhân dân thôn Lỗ Khê đóng góp tiền công để xây dựng 7 tuyến đường làng. Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà làm chủ đầu tư. Toàn bộ việc khảo sát, thiết kế, lên dự toán là do Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà tổ chức thực hiện. Theo thiết kế, 7 tuyến đường có 145 hố ga bằng gang. Hệ thống cống thoát nước của 7 tuyến đường được cắt đầm chặt dày 5cm, đổ bê tông đáy dày 10cm. Chất lượng thi công theo thiết kế là mác 200 deca newton trên cm vuông. Nhưng thực tế khi triển khai thi công, chủ đầu tư là ông Phạm Văn Nam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà đã có nhiều dấu hiệu rút ruột công trình, tự ý thay đổi thiết kế, cụ thể không đổ bê tông theo thiết kế mà thay vào đó là cát đen, chỉ xây 136 trên 145 hố ga, thiếu 9 hố ga, thay nắp hố ga từ gang thành bê tông, từ giá thành cao xuống giá trị thấp hơn. Chất lượng mẫu bê tông thực tế không đạt theo thiết kế. Cụ thể tuyến 4, mác bê tông đạt 149,91 trên 200 deca newton trên cm vuông. Tuyến 2, mác bê tông đạt 69,40 trên 200 deca newton trên cm vuông. Khi tiếp nhận công việc và họp dân thì nhân dân trong thôn có rất nhiều ý kiến bức xúc về 7 tuyến đường làng. Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà này là chủ đầu tư. Một số các ông, các bà là giám sát cộng đồng khi thi công ấy, thì các ông, các bà có những phát hiện. Một là chủ đầu tư và địa phương là có những cái thay đổi thiết kế. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu vi phạm như trên, tại các kỳ họp giao ban công tác của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà họp tiếp xúc cử tri và Hội đồng Nhân dân xã, chi bộ Đảng, quân dân chính và nhân dân thôn Lỗ Khê đã đề nghị nhiều lần, nhưng ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cố tình bưng bít thông tin, không trả lời. Điều này được thể hiện qua các nghị quyết của chi bộ, nghị quyết quân dân chính, biên bản họp dân. Nhân dân đề nghị đối thoại trực tiếp với ông Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, nhưng ông Nam lại có thái độ coi thường cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Lỗ Khê, không gặp đối thoại. Để làm rõ các vấn đề nêu trên, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ trực tiếp với Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, các cơ quan này vẫn không hề có câu trả lời nào về nội dung bị phản ánh như trên. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, sau rất nhiều lần liên lạc, phóng viên mới gặp được ông Hoàng Hải Đăng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Ông Đăng cho biết sau một tuần nữa sẽ gặp và cung cấp thông tin, trả lời phóng viên. Tuy nhiên, lời nói của ông Đăng dường như đã bị gió thổi bay, bởi suốt hơn một tháng sau đó, ông Đăng không hề gặp phóng viên như đã hứa. Khi phóng viên gọi điện, nhắn tin, ông Đăng luôn lấy lý do bận họp để tránh né. Chất lượng công trình quá kém, mà trách nhiệm cũng về ai và đề nghị các cấp trên xem xét xử lý. Nếu như đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý để làm sao cho nhân dân chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cán bộ, chính quyền, lãnh đạo thôn và chính quyền của xã Liên Hà. Câu hỏi đặt ra là vì sao các cơ quan chức năng huyện Đông Anh cố tình im lặng trước bản dân thiên hạ, cố tình né tránh báo chí? Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây khiến các cơ quan này không dám xuất trình lộ diện? Hay vì vi phạm là đúng như phản ánh? Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vấn đề trên.